Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với các bạn thảo luận một cái chuyên đề mới, đó là cái chẩn đoán và phòng ngừa viêm phổi bệnh viện liên quan đến thở máy. Thì các bạn cũng biết rằng là viêm phổi thở máy cũng chính là một trong bốn cái loại viêm phổi rất là phổ biến ở trong bệnh viện. Tương tự như nhiễm khuẩn huyết trong cái bài trước của chúng ta, thì viêm phổi liên quan đến thở máy cũng là một cái tình trạng bệnh mà có cái mức độ thường gặp ấy, thì chỉ ở mức độ nào đó thôi, vừa vừa thôi. Nhưng mà cái hậu quả để lại thì rất là nghiêm trọng. Những bệnh nhân mà bị viêm phổi thở máy thì có cái tình trạng bệnh rất là nặng nề, cũng như là rất là tốn kém. Chính vì vậy, tuy nhiên là nó thường gặp hơn ở các bạn là hồi sức. Thế do vậy là phần lớn các bạn là hồi sức thì đều có những cái kiến thức và kỹ năng tương đối tốt. Tuy nhiên ấy, là chúng tôi không khẳng định được rằng là tất cả các bạn thì đều có cái kiến thức và kỹ năng tương tự. Thế do vậy là chúng tôi cũng 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 phải chia sẻ là chúng ta cần phải có cái điểm lưu ý. Xin lỗi các bạn một chút. Ok, nhân thì tiếp tục thôi. Thế thì như vậy là các bạn có thể thấy rằng là cái việc mà đấy, tiêu chuẩn thứ nhất là các cái làm thế nào để ta biết được liên quan thở máy thì nó cũng tương tự như các loại nhiễm khuẩn bị viện khác, thì nó đều là liên quan đến cái thời điểm là sau khi mà bệnh nhân đã được can thiệp, sau khi bệnh nhân đã có những cái thở máy đấy, thì một khoảng thời gian nhất định sau khi để cho vi khuẩn, nếu có viêm phổi mà sau khoảng 48 giờ thì chúng ta tính là viêm phổi thở máy. Những viêm phổi mà có từ trước đó ở trong phổi thì không không được coi là viêm phổi thở máy. Nhưng mà cái thời gian đó thì bắt đầu từ khi mà tính từ cái thời điểm đặt ống bắt đầu thở máy thì chúng ta bắt đầu tính. Thế thì người ta viết tắt của là VAP, tức là Ventilator Associated Pneumonia. Còn VIP ấy, là những cái bệnh nhiễm trùng mắc phải tại đơn cử sức tích cực thường xuyên nhất là như vậy, tỷ lệ mắc báo cáo rất là cao, từ 5 đến đến 40% tùy theo cái điều kiện và cái tiêu chuẩn an toàn, tùy theo cái số ngày bệnh nhân được thở máy khác nhau ấy, mà có nguy cơ khác nhau. Tỷ lệ tử vong rất là cao, tất nhiên là một phần là do viêm phổi nhưng mà một phần là do cái bệnh của bệnh nhân bản thân nó cũng rất là nặng. Thế thành ra là chúng ta cũng phải chấp nhận rằng là nó cái tỷ lệ tử vong rất là cao, có thể là đến 60% trong một vài trường hợp. Nó chiếm 15% cái tỷ lệ tử vong tại ICU. Thì tại Việt Nam ấy thì cái tỷ lệ viêm phổi liên quan đến thở máy thì cao nhất, là tỷ lệ cao nhất trong bệnh viện thì chiếm 55,4%. Tuy vậy là chúng tôi như tôi nói với các anh chị ở trước, thì trong cái viêm phổi do thở máy cũng tương tự như là viêm nhiễm khuẩn huyết ấy, thì người ta quan tâm nhiều hơn đến cái gọi là người ta quan tâm nhiều hơn đến cái tỷ suất viêm phổi trên 1.000 ngày thở máy, chứ còn người ta cũng ít khi mà quan tâm đến cái tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. Lý do của cái việc đó là nếu bệnh nhân nằm càng lâu thì cái nguy cơ mà họ chuyển thành cái người bệnh mà bị viêm phổi do thở máy là càng cao. Thế thì trong và cái tỷ lệ này thì nó cũng có cái vấn đề nho nhỏ. Đấy, vấn đề nho nhỏ đó là cái mỗi một cái đơn vị hồi sức tích cực khác nhau thì có cái số bệnh nhân nặng nề khác nhau, có số bệnh nhân phải thở máy khác nhau. Do vậy là cái tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy thì nó cao như vậy, chúng ta chỉ để chúng ta nhắc nhở mình thôi. Chứ còn trên thực tế thì là phải điều tra trên quy mô lớn hơn thì chúng ta mới có thể có được cái thông số nó chính xác. Tuy nhiên vẫn phải nói rằng là viêm phổi thở máy là một trong những loại viêm phổi bệnh viện rất rất thường gặp và gây hậu quả rất nặng nề, đúng không ạ? Rất là nặng nề, kéo dài thêm số ngày nằm viện. Thế thì viêm phổi do thở máy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau, rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì rồi, cảm ơn các bạn. Một số các bạn mới vào thì để ý tắt hết cho mình. Rồi, như các bạn có thể thấy rằng ở đây ấy, thì có rất là nhiều các loại vi khuẩn gây viêm phổi thở máy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nổi bật lên thì nó có ba cái nhóm chính. Một là Enterobacteria,
Hai ấy là cái Pseudomonas aureola, tức là cái trực khuẩn mủ xanh ấy. Và cái thứ ba ấy là tụ cầu vàng. Tụ cầu vàng đây là ba cái loại vi sinh vật mà gây ra rất là nhiều nhất những cái viêm phổi do thở máy. Và đồng thời với nó thì các anh có thể nhìn thấy rằng là cái Acinetobacter baumannii thì cũng có thể là gây ra cái một nguyên nhân rất là thường gặp. Và đây các cái vi khuẩn này thì rất là nhiều các vi khuẩn, đặc biệt là Acinetobacter baumannii và cái tụ cầu vàng, à xin lỗi, trực khuẩn mủ xanh ấy là hai cái loại vi khuẩn mà có cái tỷ lệ đa kháng thuốc rất là kinh khủng. Các vi khuẩn này ấy, thì từ đường ruột có thể xâm nhập vào từ đường ruột đi lên, đúng không ạ? Cái này thì thường gặp hơn là ở trong cái mũi họng hoặc là trên da của người bệnh. Như vậy là chúng ta cũng phải thấy rằng là cái nguyên nhân gây ra cái vi sinh vật gây ra viêm phổi thở máy thì rất là nhiều. Nó có thể đến từ bất cứ cái tạng nào ở xung quanh, ví dụ như từ dạ dày, ruột, cũng như là từ da, ngoài da đi vào, hay là từ trong máu đi ra. Thì viêm phổi liên quan thở máy là cái viêm phổi xuất hiện từ từ ngày thứ ba trở đi sau khi đặt nội khí quản. Đấy, thì viêm phổi thông thường là cái vấn đề thông thường của họ là khi mà họ hít các chất xuất tiết là hầu họng và dạ dày và khí quản xung quanh vào cái ống nội khí quản, hoặc nó đi xen vào giữa các cái đường xung quanh này này. Đấy, thì lúc đó thì bệnh nhân có thể là bị viêm phổi. Thì cái viêm phổi có thể do các vi khuẩn nội sinh hoặc là ngoại sinh. Các vi khuẩn nội sinh thì có thể đi từ trong cái hầu họng hoặc gì dạ dày của bệnh nhân, sau đó bệnh nhân hít vào. Ngoại sinh thì có thể hình thành ở trong các cái đường ống nội khí quản đấy, khi bệnh nhân hít vào. Thế thì ngoại sinh này thì xuất phát như vậy là chúng ta thấy là cái quá trình chúng ta chăm sóc bệnh nhân thì sẽ thiên nhiều hơn đến cái vi khuẩn ngoại sinh này. Thế còn cái khi mà chúng ta tư thế không đúng, chúng ta dự phòng không tốt thì có thể vi khuẩn nội sinh cũng sẽ phát triển. Thế thì nếu mà khởi khởi phát VIP sớm hơn 4 ngày, sớm thì được định nghĩa là dưới 4 ngày. Thế còn nếu mà VIP muộn là từ trên 5 ngày trở lên thì gọi là VIP muộn. Cái về với tiêu chuẩn mới của CDC thực ra thì nó không mới lắm, nhưng mà cách tiếp cận của Việt Nam chúng ta thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu tiếp cận. Thì đó là trước đây thì chúng ta tiếp cận là cái viêm phổi do thở máy, tức là VIP, tức là Ventilator Associated Pneumonia. Thế nhưng mà ngày nay ấy, bởi vì cái VIP ấy là cái bước cuối cùng để khẳng định, nó rất là khó, và trong rất nhiều trường hợp thì chúng ta gặp cái khó khăn khi mà chẩn đoán VIP, vì là thông thường nó sẽ cần cả những cái đặc điểm về X-quang cận và cái thăm dò khác. Thế do vậy ấy, là người ta để mà phát hiện sớm hơn các trường hợp viêm phổi do thở máy thì người ta có thêm một cái định nghĩa từ năm 2013. Thì có một cái nhóm nghiên cứu, có một cái nhóm làm việc của CDC đã cùng tiến hành làm việc này, và đến năm 2014 thì họ ở Hoa Kỳ thì người ta đã bắt đầu xác định là thôi cứ xác định cái biến cố liên quan đến thở máy thì nó là Ventilator Associated Event. Đấy, thì các cái định nghĩa của vi vi cái biến cố liên quan đến thở máy này ấy, VAE này ấy, thì nó có một cái ưu điểm hơn là cái VIP, là bởi vì nó dựa trên các định nghĩa khách quan. Hiện nay nó chủ yếu dựa vào có hai đặc điểm chính, đó là cái FiO2 và cái PIP. Một chút nữa. Cái này ấy thì tương đối là phổ biến, cái này tương đối là thân thuộc đối với anh em làm hồi sức, nhưng mà với anh em không làm hồi sức thì cái điểm này nó cũng khá là khó tưởng tượng. Tuy nhiên tôi có thể nói qua một chút, đây là hai cái chỉ số mà chúng ta đặt thẳng ở trên cái máy thở của bệnh nhân đấy. Do vậy là nó tương đối là khách quan. Đấy, chúng ta không phải trông có vẻ khó thở. Bệnh nhân trông có vẻ khó thở, bệnh nhân trông có vẻ không phải thế, mà chúng ta đấy là chủ quan. Thế còn cái tiêu chí là về cái PIP rồi về FiO2 thì nó tương đối là khách quan. Thế do vậy là cái định nghĩa VAP khó khăn thì rất là khó khăn, cần một người có trình độ cao để có thể khẳng định được, thì VAE thì tương đối dễ dàng. Thế do vậy là từ năm 2014 thì CDC đã tập trung vào làm VAE nhiều hơn là VAP. Mặc dù họ vẫn có xác định cuối cùng là xác định VIP, nhưng mà họ họ bắt đầu luôn từ rất sớm là VAE họ xác định rồi. Thế thì thế như vậy ấy, thì VAE hay VAC đều được cả các anh chị nhé. VAE ấy, thì là event, còn C ở đây thì là condition. Thì VAE hay VAC đều được cả. Đấy, các anh chị lưu tâm chuyện đó, thỉnh thoảng tôi dùng lẫn lộn hai cái từ này. Đấy. Thế thì cái VAE là Ventilator Associated
event là sự kiện, thế còn condition là tình trạng. Đấy, thì có thể nói rằng là đây là cái tình trạng liên quan đến thở máy. Đấy, thì sau khi mà cái tình trạng quan thở máy rồi ấy, mà chúng ta thấy rằng là cái tình trạng này nó có vấn đề, đấy, thì chúng ta có thể cố gắng tìm thêm các cái bằng chứng để chúng ta có thể phát hiện sớm các cái biến chứng liên quan đến nhiễm khuẩn ở thở máy. Thế rồi sau đó thì chúng ta sẽ xác định tiếp, bổ sung thêm các minh chứng để chúng ta thể chuyển đến cái nghi ngờ viêm phổi liên quan thở máy. Thế và cuối cùng là chúng ta khẳng định là nó có thể là chính là cái viêm phổi thở máy. Thế thì cái tình trạng liên quan đến thở máy này ấy, VAC hay VAE ấy, thì nó dựa trên hai cái đặc điểm. FiO2 là nồng độ oxy trong khí thở vào. Và khi FiO2 càng cao thì chúng ta có thể thấy rằng bệnh nhân càng có vẻ như họ cần được hỗ trợ oxy cao. Và PEEP là áp lực dương cuối cái kỳ thở ra, là một trong những thông số thường được sử dụng trong cái cài đặt máy thở để nhằm tăng cái huy động của cái phế nang và tránh cái xẹp phổi. Chúng ta thấy rằng là FiO2 thì nếu mà FiO2 tăng lên tối thiểu 20% một ngày, đấy, kéo dài trong 2 ngày sau giai đoạn ổn định. Thế như vậy ra là gì? FiO2 thông thường trong FiO2 là cái ở trong khí thở vào của chúng ta cung cấp oxy cho bệnh nhân. Thông thường chúng ta cứ để quanh khoảng cỡ 0,3-0,4, tức là 30-40% cái oxy trong không khí bình thường của chúng ta nó là 20%-21%. Nhưng mà oxy cho bệnh nhân thở máy thông thường thì người ta sẽ đặt ngay, chả cần phải băn khoăn gì cả, thì người ta cũng sẽ đặt ngay với một cái mức là 30-40%, tức là 0,3-0,4. Thế nhưng mà nếu mà người ta thấy rằng với 30-40% như vậy mà không ổn thì người ta có thể tăng lên. Đấy, người ta tăng lên. Và nếu mà người ta tăng lên từ 20% một ngày, đấy, bình thường là 30-40 thì bây giờ tăng lên 60-70 chẳng hạn, thì lúc đó mà lại phải tăng mà không giảm được. Đấy, tăng liên tục trong vòng 2 ngày, kéo dài 2 ngày trong cái sau một cái giai đoạn ổn định. Bình thường nó đang 30-30-30-30-30 hay 40-40-40 mà sau đó đùng một cái ta phải tăng lên. Đấy, thì mà tăng lên mà không giảm được xuống nữa thì chúng ta có thấy rằng là đó chính là cái vấn đề. Hay là với cái PEEP cũng thế. Với cái PEEP thì cũng tương tự. Với cái PEEP, nếu mà cái PEEP này tăng lên 3 cm nước một ngày mà kéo dài trong 2 ngày liên tục, tức là đây là mình muốn nói là cái sự tăng này không phải là tăng cho vui, tăng một lúc xong rồi thôi, mà tăng này ấy, là tăng một cách ổn định kéo dài đấy, sau một cái giai đoạn ổn định trên 2 ngày. Thế như vậy các anh chị nhìn ở đây ấy, xin lỗi các anh chị, có một cái quy ước nho nhỏ mà chúng ta cần phải lưu tâm đối với cái PEEP. Đấy, với cái PEEP là từ 0 đến 5 thì coi như nhau, chứ người ta không coi là từ 0 và 5 là khác nhau, coi từ 0 đến 5 là như nhau. Đấy. Thì chúng ta chú ý này, ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy cái gì ạ? Cái PEEP của bệnh nhân này ngày 11 tháng 6 là 10 cm nước một ngày, cm nước. Đúng không ạ? Thì cái PEEP của cái ngày 2 tháng 6 là 5, ngày 3 tháng 6 là 5, ngày 4 tháng 6 là 5. Như vậy chúng ta không cần phải đặt PEEP quá cao đối với bệnh nhân này. PEEP thì là để bảo vệ phổi. Thế nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta tránh cái trường hợp xẹp phổi mà. Đấy. Thế thì với cái PEEP là 5, thế nhưng mà đùng một phát từ ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì trong 2 ngày liên tiếp này. Đấy, 2 ngày liên tiếp này nó tăng lên so với cái đây là 3 cm thủy ngân. À xin lỗi, 3 cm nước, đúng không? 3 cm nước. Và chính vì như vậy mà chúng ta có thể nói là đây là một cái VAC, tức là một cái tình trạng, là một cái biến cố, là một cái sự kiện đấy mà cần phải chú tâm. Đấy, thì như vậy là ta chỉ cần nhìn vào cái FiO2 hoặc là cái PEEP này thôi là chúng ta đã có cái cơ sở để ta nghi ngờ rồi. Thế thì cái giá trị tối thiểu hàng ngày thấp nhất của FiO2 và PEEP duy trì ít nhất là trong 1 giờ một ngày. Tức là nếu mà chúng ta phải đề phòng một số trường hợp là chúng ta cũng có thể là chúng ta bác sĩ vào đặt thử FiO2 tăng thử lên xem nó có tác dụng không. Đấy. Thế nhưng mà thấy rằng là nó cũng không có tác dụng gì cả hoặc là không cần thiết thì người ta sau đó người ta lại giảm xuống. Thì nếu mà cái FiO2 ấy hay là cái PEEP mà không duy trì được, ví dụ như là nó tăng lên 3 cm nước nhưng mà nó chỉ duy trì trong vòng có 30 phút thôi,
thế bác sĩ bảo thôi là chả cần nữa, thế bác sĩ lại giảm xuống. Và những trường hợp mà chỉ được 30 phút như vậy thì chúng ta không có tính là cái píp, chúng ta không ghi nhận cái píp tối thiểu đó. Đấy. Thế thì nó cũng giống như cái trường hợp mà khi mà các anh chị bắt buộc phải phải cho bệnh nhân ép tim này rồi vân vân, các anh chị có thể rút cái máy thở ra, hoặc là anh chị sẽ phải bóp bóng chẳng hạn, thì có thể là cái FiO2 nó thay đổi hay PiO, nó không không còn cố định. Nhưng mà lưu tâm là cái 1 giờ này này. Đấy, nếu mà cái FiO2 và cái PiP đó mà duy trì trong vòng 1 giờ liên tiếp đấy, trong ngày mà không cần phải chỉnh gì cả, thì đấy được ghi nhận là cái FiO2 hay là cái PiP tối thiểu của bệnh nhân đó. Và như tôi đã nói trong slide trước ấy, thì từ 0 đến 5 cm nước thì được coi là như nhau. Thực ra thì nó không như nhau lắm về mặt lâm sàng. Thế nhưng mà đứng ở cái góc độ mà giám sát biến cố liên quan thở máy thì người ta coi nó là giống nhau. Đấy. Tức là với cái việc mà không cần đặt píp hoặc là đặt píp từ 5 trở xuống thì gần như là bệnh nhân cũng nghi ngờ hay là cần thiết được bảo vệ phổi, có nguy cơ bị xẹp phổi vân vân, nhưng mà nó không quá cao. Thế thành ra là các bác sĩ thường là đặt không 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 đặt píp, hoặc là đặt píp chỉ là 5 cm nước thôi. Đấy. Thế còn với FiO2 thì như tôi nói lúc trước thì là từ 0,3 đến 0,4 hay là 34% oxy trong khí thở vào. Đấy. Rồi ok, thì như vậy là chúng ta thấy rằng là trong trường hợp cụ thể này chúng ta là 5 5 5 sau đó lên 8, thì như vậy là chênh 3, như vậy là cái trường hợp này là PIP thì lên 3. Còn FiO2 thì sao? FiO2 ở đây thì đây là 100 thì nó quá Vâng. cao rồi. Thế thế nhưng mà đến cái ngày thứ hai thôi người ta đã hạ xuống 50 và người ta hạ xuống tiếp được 40, như vậy là cái FiO2 người ta có thể giảm dần giảm dần giảm dần. Như vậy là trong 2 ngày mùng 3 mùng 4 mùng 6 này thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân tương đối là ổn định với cái PIP là bằng có 5 và FiO2 là 40%. Cái ngày mùng 5 tháng 6 ấy, thì cái FiO2 tăng lên 20%. Thì thực ra đây cũng rất là đáng nghi ngờ rồi đây. Rất đáng nghi ngờ. Thế nhưng mà cái đến cái ngày mùng 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 6 tháng 6 thì cái FiO2 lại có thể giảm xuống được. Như vậy ấy, thì mặc dù cái FiO2 này tăng lên 20% là đủ cái điều kiện này, nhưng mà không kéo dài đủ 2 ngày, thế do vậy là chúng ta không tích nghi ngờ vào chỗ này. Đấy. Thế nhưng mà với cái trường hợp PIP thì sao? Với PIP thì chúng ta thấy rằng là với ổn định 3 ngày liên tiếp là mức 5 cm nước. Nhưng mà đến ngày mùng 5 tháng 6, mùng 6 tháng 6 trở đi thì chúng ta phải duy trì nó ở cái mức gì ạ? Ở cái mức là 8 cm nước, như vậy là chênh 3 cm nước một ngày. Đấy. Đúng không ạ? Thế còn như vậy là gì? FiO2 nó cũng thay đổi. Đây là nhu cầu oxy cũng tăng lên, nhưng mà sau đó các bác sĩ thấy rằng là có thể giảm xuống và bệnh nhân vẫn ổn định được. Do vậy là vậy là chúng ta không không coi đây là có cái biến cố liên quan đến thở máy. Đấy, mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái PIP thôi. Nhưng khi mà bệnh nhân đã bắt đầu có cái VAC hay VAE ấy thì chúng ta bắt đầu ok, như vậy là rất là nguy hiểm rồi, rất là đáng nghi ngờ rồi, thì ta phải tăng cường theo dõi. Theo dõi cái gì? Theo dõi nhiệt độ. Đấy, theo dõi bạch cầu. Đúng không ạ? Thậm chí là theo dõi kháng sinh. Nếu mà bệnh nhân có cái đã thỏa mãn cái tiêu chuẩn của VAC đang trong khí hỗ trợ mà trên 3 ngày trong vòng 2 ngày trước khi khởi phát của số đi ấy, thì bệnh nhân có cái nhiệt độ, nếu bệnh nhân có sốt trên 38 độ hoặc là hạ thân nhiệt dưới 36 độ thì đây là một trong những dấu hiệu rất là nguy hiểm. Đấy, một dấu hiệu nghi ngờ tiếp theo. Và nếu mà chúng ta có bạch cầu trung tính mà dưới 4.000 đấy, hay là trên 12.000 trên 1 mm khối đấy, nhìn bạch cầu trên 1 mm khối, nếu mà hạ bạch cầu hoặc là tăng bạch cầu quá so với bình thường, hoặc là điều trị kháng sinh mới trên 4 ngày đấy, như vậy là chúng ta sẽ có một trong 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 ba cái tiêu chí sau nữa thì chúng ta coi đến là đây là cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến thở máy. Đấy, có nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan thở máy. Bằng chứng là gì? Có thân nhiệt tăng hoặc hạ rất nhiều. Rồi hoặc là có cái bạch cầu, số lượng bạch cầu trên 12.000, hoặc là có thay đổi kháng sinh. Đấy, bổ sung kháng sinh mới. Đấy, bắt buộc thấy tự nhiên thấy bác sĩ cho kháng sinh mới phải nghi ngờ, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này là chúng ta có thể nói là rất rất nghi ngờ bệnh nhân có thể có nhiễm khuẩn phổi bệnh viện. Đấy, dựa vào nhiệt độ, bạch cầu và kháng sinh. Đấy, chả có vô cớ đâu bác sĩ cho kháng sinh đâu. Họ cũng có lý của nó lắm, đúng không ạ?
Trong trường hợp này thì cũng thế thôi, bệnh nhân có cái thân nhiệt là cao đúng không ạ, cái thân nhiệt cao này hoặc là cái bạch cầu đấy, bạch cầu tối thiểu của bệnh nhân thì lúc nào cũng 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 ở cái mức độ độ cao đấy, và trên 12.000 đúng không ạ, trên 12.000 liên tục, và kháng sinh thì thay một kháng sinh mới trong vòng 4 ngày, từ 4 ngày trở lên đấy. Còn nếu mà bác sĩ thay kháng sinh rồi mà thấy rằng nó không đáp ứng, bác sĩ thay không không cho dùng nữa, lúc này chúng ta thấy bệnh nhân có nghi ngờ bị nhiễm khuẩn nhưng mà bác sĩ đã phải cho kháng sinh đấy, dựa vào cái đó để chúng ta đánh giá xem bệnh nhân đã đến cái dạng ai vắc chưa. Thế còn khi mà bệnh nhân có nghi ngờ liên quan thở máy, lúc này thì chúng ta bắt đầu rồi, lúc này chúng ta phải xem lại những bệnh nhân mà đã đặt ai vắc rồi mà chúng ta cấy đờm hoặc là đờm hút từ phế quản mà có từ trên 10 mũ 5 cái CFU trên 1 ml, tức là có rất là nhiều vi khuẩn này. Đấy, rất là nhiều vi khuẩn ở trong cái đờm đấy, nhưng lưu tâm ấy là ngoại trừ các cái đờm mà có sẵn ở trong các cái đường hô hấp đấy, nó là vi khuẩn trí ở đường miệng, đường hô hấp rồi, hay là nấm hoặc là nấm men hay tụ cầu không gây tan máu thì nó rất là thường xuyên có mặt, nó đương nhiên là có ở trong cái đường hô hấp của chúng ta, đương nhiên có trong đờm của chúng ta. Như vậy là chúng ta không kể các cái tác nhân mà thường xuyên thường trú tại trong cái đường đường hô hấp, chúng ta chỉ chú ý đến các cái tác nhân mà nó lạ thôi đấy, nó không thường quy có mặt ở trong cái đường hô hấp được, không có trong đờm được. Thế hay là chúng ta có thể cấy cái chất tiết có mủ, cái bạch cầu trung tính trên 25.000 đấy, biểu mô vậy dưới 10 đấy, hay là phát hiện vi khuẩn nấm từ dịch màng phổi hay là từ mô phổi hay là có những cái virus thì chúng ta mới khẳng định là bệnh nhân đang có cái PIVAC đấy. Bệnh nhân PIVAC là bệnh tức là viêm phổi do thở máy đấy. Đấy, có nghi ngờ tóm lại là khẳng định gần cuối cùng rồi, chúng ta khẳng định là bệnh nhân người có viêm phổi do thở máy thì là những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghi ngờ viêm phổi, nghi ngờ nhiễm khuẩn đường 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 hô hấp, đang được được thông khí nhân tạo trên 3 ngày đúng không? Đấy. Trong vòng 2 ngày trước hoặc là sau khởi phát của tình trạng thông khí xấu đi thì bệnh nhân có ít nhất một trong 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 các cái tiêu chí sau đây. Đấy. Thì đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Tất nhiên cái việc này để mà khẳng định rằng là bệnh nhân có nhiễm khuẩn hay không thì chúng tôi không không rồi. Xin lỗi các anh chị tí nhé. Xin lỗi tí nữa. Rồi, thế thì chúng ta tiếp tục. Xin phép nó chỉ có đặt hàng cho đặt đồ ăn cho con gọi. Rồi, về về cái biện pháp phòng ngừa liên quan đến thở máy ấy, ở trong cái 3671 chúng ta thì tập trung vào mấy cái hoạt sau đây. Thứ nhất là huấn luyện đào tạo. Này, huấn luyện đào tạo như các anh chị thấy rằng là cái hoạt động như chúng ta đang làm bây giờ chẳng hạn là rất quan trọng. Anh em mà không biết làm nào để phòng ngừa được nhiễm khuẩn thì khó lắm. Đấy. Mà chúng ta biết là viêm phổi liên quan thở máy thì khó là đúng thôi, bởi vì là khó là đúng thôi, bởi vì là phần lớn các anh các chị thì đều không gặp nó hàng ngày, mình không gặp nó hàng ngày thì mình không biết thôi, chứ không có gì lạ cả. Chúng ta không biết là bình thường, chúng ta không biết là đúng, vì chúng ta không gặp nó bao giờ đâu. Thế nhưng mà những anh chị, kể cả những anh chị ở hồi sức cũng thế thôi, chúng ta không thể chủ quan được. Đấy, chúng ta không 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 thể chủ quan được. Chúng ta vẫn nhớ rằng là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là gặp các cái vấn đề. Hai là giám sát, chúng ta phải tăng cường giám sát, chúng ta phải tăng cường khử khuẩn, tiêu khuẩn dụng cụ hỗ trợ hô hấp, chúng ta phải phòng ngừa lây nhiễm nhân viên y tế. Chúng ta phải... nhân viên y tế mà bị bệnh là hỏng rồi, nhân viên y tế bị bệnh là rất là dễ lây cho bệnh nhân. Đấy. Thế rồi là chăm sóc bệnh nhân hôn mê, phòng cái biến chứng do hít phải, bệnh nhân hít phải do tư thế chẳng hạn. Thế hay là khi mà các bạn chăm sóc cái ống nội khí quản hay là mở khí quản hay là các cái thiết bị hỗ trợ hô hấp khác này, hay là chăm sóc cái đường hô hấp cho bệnh nhân hậu phẫu và các biện pháp dự phòng khác.
Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích qua một chút cho các anh chị từng cái một. Thì về huấn luyện đào tạo thì người ta thống nhất lại với nhau rằng là nhân viên y tế phải được đào tạo, phải, chỗ này có chữ phải được đào tạo cập nhật biện pháp dự phòng viêm phổi của bệnh viện. Anh chị trước khi vào chăm sóc cho bệnh nhân có thở máy nhất định phải được đào tạo. Đấy, anh chị thấy rằng là ngay cả những trường hợp mà vô cùng khẩn cấp, ví dụ như là điều trị bệnh nhân COVID trong của chúng ta thời gian vừa rồi, thì chúng tôi đã phải yêu cầu cái nhóm mà ở viện COVID ấy, điều trị bệnh nhân COVID nhất định là phải 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 đào tạo, được đào tạo viêm phổi thì mới được làm. Đấy, thứ hai nữa là người bệnh khách tham cần được hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa viêm phổi liên quan viêm phổi bệnh viện. Đấy, kiểm tra giám sát về thực hiện này cho nó tốt. Về giám sát ấy, thì chúng ta cũng phải giám sát định kỳ và khi có dịch viêm phổi bệnh viện. Đấy, nếu mà bình thường thì thôi, nhưng mà nếu mà khi mà có một cái dịch, khi mà có cái loại vi khuẩn nào đó mới thường gặp thì chúng ta cần phải có một cái đợt giám sát đặc biệt. Đấy, ở khoa hồi sức tích cực chúng ta ở đây thì chúng tôi giám sát các anh các chị hàng ngày. Đấy, chúng tôi giám sát hàng ngày. Đấy, chúng tôi giám sát liên tục. Đấy, tất cả các bệnh nhân để chúng ta phát hiện ra được cái vi khuẩn gây bệnh, đinh kháng kháng sinh. Cái này quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta không giám sát, chúng ta không biết rằng là thường thường chúng ta thường gặp có vi khuẩn gì, thì đến cái lúc mà chúng ta có vi khuẩn thật ấy, là chúng ta không biết được. Đấy, là phải dùng cái kháng sinh gì trước. Thứ hai ấy, là chúng ta phải giám sát để xác định được cái tỷ lệ viêm phổi bệnh viện liên quan đến số bệnh nhân đang thở máy. Và chúng ta quan trọng hơn rất là nhiều đó, chúng ta có ra cái viêm phổi bệnh viện này, cái tỷ suất này, viêm phổi bệnh viện trên 1.000 ngày thở máy. Đấy, 1.000 ngày thở máy. Sau đó chúng ta sẽ phải tiến hành phản hồi kết quả, phản hồi cho tất cả mọi các thành phần từ lãnh đạo bệnh viện, từ hội đồng, từ khoa vân vân. Đấy, đến đến cái, từ khoa hồi sức rồi đến các cái nhân viên mà làm. Giám sát tuân thủ mức độ thực hành của nhân viên y tế là cũng rất là quan trọng. Đấy, trong đó thì một số cái thực hành rất là quan trọng, ví dụ như là đặt nội khí quản, vệ sinh răng miệng, hút đờm dãi vân vân. Thì đây là những cái thủ thuật quan trọng mà có cái nguy cơ liên quan, nó có liên quan trực tiếp chăm sóc nội khí quản vân vân, thì nó là những cái liên quan trực tiếp đến cái nguy cơ mà viêm phổi bệnh viện. Chỉ thực hiện giám sát nuôi cấy các bệnh phẩm, trang thiết bị, đánh giá thế nào khi mà có cái dịch hoặc là khi có dịch lạ. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành cấy. Thì ở bệnh viện của chúng tôi ấy, thì chúng tôi tiến hành xin lỗi, chỉ vì chúng ta đúng không, chúng ta mất rồi, không phải chúng tôi nữa mà chúng ta, thì chúng ta đang giám sát cái viêm phổi liên quan thở máy hiện nay. Đây đây là cái form mẫu mà chúng tôi đang tiến hành thực hiện. Đấy, chúng tôi đang tiến hành thực hiện, chúng tôi tích vào đây những cái trường hợp nào mà ví dụ như là ngày ngày này đấy, bệnh nhân thở máy trên 72 giờ thì chúng tôi sẽ tiến hành là gì ạ, tiến hành tích vào đây. Ví dụ ngày 13 tháng 5 thì cái bệnh nhân duyên này đấy thì có được dừng thuốc, có được đánh giá dừng thuốc an thần hay không. Đấy, thì trong trường hợp ngày hôm đấy là không. Thứ hai nữa là nghiệm pháp thở tự nhiên. Thì nghiệm pháp thở tự nhiên là cái gì, việc bác sĩ chuyển cái mốt thở đấy, mốt thở cho bệnh nhân, bệnh nhân đang đang thở có hỗ trợ oxy, đang đang thở coi như là nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển xem có đánh giá không, nâng cao đầu giường, hút đờm đúng vân vân. Thì đây là một cái bảng kiểm đánh giá. Rồi chúng tôi khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ hô hấp, thì chúng tôi cố gắng sử dụng tiệt khuẩn khử khuẩn các cái dụng cụ hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân. Những cái dụng cụ mà chỉ tiếp xúc với niêm mạc đường hô hấp thì chúng tôi sẽ chủ yếu là ngâm đấy và khử khuẩn mức độ cao đấy. Thế nhưng mà còn các dụng cụ mà tiếp xúc với niêm mạc đường hô hấp dưới thì thông thường là chúng tôi cũng 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 cố gắng là tiệt khuẩn, chứ chúng tôi cũng hiếm khi mà tiệt khuẩn mức độ cao, trừ những trường hợp khó quá. Các cái đường ống của các anh chị là nhiều khi là cũng 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 bằng nhựa, thế rồi cũng có thể đọng nước vân vân, rất là khó làm, thì chúng ta chỉ ngâm khuẩn thôi. Nhưng mà đối với các cái dụng cụ mà có thể tiệt khuẩn được thì chúng tôi thường là sẽ cố gắng nâng cấp lên thành mức độ tiệt khuẩn, thay toàn bộ dây thở oxy, mặt nạ dây oxy dùng cho người bệnh khác. Đấy, thực ra thì mỗi bệnh nhân dùng một bộ bộ dây dây thở, mặt nạ.
thậm chí là dưới hồi sức ấy, thì các anh ấy còn quy định luôn ấy, là mỗi một bệnh nhân, mỗi một cái giường hồi sức là một cái bóng bóp, tất cả các dụng cụ hỗ trợ hô hấp của các bệnh nhân là đều riêng, bóng bóp kể cả là máy đo huyết áp. Đấy, khử khuẩn mức độ thường quy bên ngoài máy thở bằng dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình. Đấy, chúng ta phải lau cái máy thở, chúng ta phải khử khuẩn thường quy bên ngoài cái máy thở, chúng ta phải tiệt khuẩn khử khuẩn mức độ cao bình đảm bảo oxy. Đấy, khử khuẩn mức độ cao thực ra là được rồi, nhưng mà trong nhiều trường hợp khi mà cái bình đảm bảo oxy này nó không quá mất quá nhiều thời gian đấy, và cái khả năng chịu nhiệt nó khá tốt, thì chúng tôi vẫn có thể là áp dụng mức tiệt khuẩn. Chúng tôi khử khuẩn mức độ cao bóng, mức độ bóng thì chỉ cần ngâm thôi. Trong một số trường hợp trước đây ấy, thì chúng tôi cũng có tiệt khuẩn nhiệt độ thấp. Thế, tuy nhiên rằng là cái điều này thì nó không phải là quá quá là nghiêm trọng. Chúng ta bởi vì chúng ta hiểu rằng là cứ tiếp xúc với niêm mạc thì chúng ta chỉ cần khử khuẩn mức độ cao là được. Đấy. Đối với nhân viên y tế thì chúng tôi biết rằng là cái việc phòng ngừa chuẩn cho nhân viên y tế là rất quan trọng. Đối với bệnh nhân mà trước mặt chúng ta đang bị thở máy, bệnh nhân rất là nặng nề, thì cái việc mà chúng ta áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh chúng ta lây cho bệnh nhân là tương đối là quan trọng. Chúng ta cũng biết rằng là bệnh nhân chăm sóc hô hấp cho bệnh nhân thì bệnh nhân rất là dễ có các cái dịch tiết đường hô hấp. Do vậy là găng tay phải được áp dụng trong các cái trường hợp khi mà chúng ta chăm sóc cho những bệnh nhân đường hô hấp này. Đấy. Chúng ta chú ý là rửa tay và thay găng cho đúng cái chỉ định. Chúng ta chăm sóc bệnh nhân hôn mê, phòng ngừa cái viêm phổi do hít phải, thì chúng ta phải để cái đầu giường cao 30 45 độ. Đấy. Nếu mà không có cái chống chỉ định nào khác. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta phải vệ sinh cái răng miệng. Cái miệng của bệnh nhân nó phải sạch. Đấy. Chúng ta phải sử dụng cái dung dịch sát khuẩn. Tốt nhất thì là dùng cái dung dịch vệ sinh răng miệng mà có cloridin từ 1 đến 2%. Đấy, dùng cái bàn chải thì cũng được. Đấy, dùng bàn chải thì cũng được trong trường hợp mà bệnh nhân người lớn mà cái việc đánh răng nó tương đối dễ dàng thì chúng ta dùng bàn chải. Tuy nhiên ấy, chúng ta cũng có thể là chỉ dùng gạc thôi cũng được. Đấy, có thể dùng 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 các cái gạc tròn. Đấy, chúng ta có thể đánh răng miệng, hoặc là hiện nay thì nó có thêm các cái dụng cụ đánh bàn giống như bàn chải nhưng bằng nhựa. Đấy, rất là mềm mại. Đấy. Rồi, thứ hai nữa là dùng ống hút vô khuẩn cho mỗi lần hút ống đờm kín nếu có điều kiện. Chúng ta cố gắng là đối với những thở máy bệnh viện của chúng ta thì chủ yếu hút đờm kín thôi, nhưng mà trong nhiều trường hợp khi vội quá chúng ta vẫn không thể setup được hệ thống hút đờm kín, chúng ta bắt buộc phải hút đờm hở, thì rất là lưu tâm là cần phải tuân thủ cái kiểm soát nhiễm khuẩn cho cái việc hút đờm rãi cho bệnh nhân. Chúng ta phải thay dây ống hút từ ống hút đến máy hút hàng ngày khi dùng cho và khi dùng cho bệnh nhân khác. Đấy, thay bình hút mỗi 4 giờ. Đấy, thì khi dùng cho người và khi 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 dùng cho người bệnh khác, nếu mà nhân ngắn thời gian ngắn đấy, nhưng mà vẫn phải, nếu mà bệnh nhân khác, cứ bệnh nhân khác là phải thay thôi, chứ không không được dùng chung một cái bình hút đối với tất cả các bệnh nhân. Thường xuyên kiểm tra cái ống thông nuôi ấy, xem là nó có nằm đúng vị trí hay không. Đấy, có một và chúng ta phải kiểm tra chúng ta phải kiểm tra cái mức độ đầy của dạ dày. Đấy. Chúng ta nếu chúng ta không đánh giá được mức độ đầy của dạ dày trước khi chúng ta lại bơm thêm cái sữa hay thức ăn vào, thì nó sẽ làm dạ dày rất là căng căng và gây ra trào ngược. Cao trào ngược như vậy thì nó sẽ tăng cái nguy cơ do hít phải. Thì tóm lại là bệnh nhân đã có vấn đề về hô hấp cần phải thở máy sẽ rất là dễ dàng gặp các cái vấn đề liên quan đến 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 hít phải các cái dịch ở trong dạ dày trào ngược ra. Thế do vậy là chúng ta cần phải lưu tâm mấy cái biện pháp: một là cho nó nằm đầu cao, hai là vệ sinh cái răng miệng thường xuyên, ba là hút đờm rãi theo đúng quy trình và cố gắng hút đờm kín. Các cái thường xuyên kiểm tra cái ống thông nuôi xem là cái dạ dày nó căng quá không, chủ yếu nó căng quá không thôi, cái đấy là cái sợ nhất. Đấy, và thứ hai nữa là chúng ta có thể nghe cái nhu động ruột một chút để xem là bệnh nhân có còn nhu động ruột mạnh không. Nếu mà không còn mạnh thì chúng ta cứ cố gắng bơm thức ăn vào thì nó cũng sẽ không 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 tiêu hóa được. Đấy. Bệnh nhân có đặt nội khí quản ấy, thì chúng ta cần hút sạch khi mà chúng ta chăm sóc ấy, chúng ta phải hút sạch trực tiếp ở vùng miệng, hầu họng trước khi đặt và rút ống nội khí quản. Với cái nội khí quản thấp kèn thì phải hút trước khi xả bóng chèn. Chúng ta lưu ý là cái việc mà hút ống nội khí quản trước khi chúng ta rút ra, bởi vì ngay cái lúc đó nếu mà trong cái khoang miệng của bệnh nhân mà có quá nhiều dịch dịch thừa thì sau khi chúng ta rút rồi thì chính đấy chính là cái lúc mà chúng ta gì ạ, chúng ta cái dịch bẩn nó có thể chui vào trong trong phổi. Đối với các cái trường hợp
Đấy, đối với các trường hợp mà được các nơi các vị trí mà chúng ta có cái đồng hồ để mà đo cái áp lực của cuff thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý là đo cái áp lực của cuff, bởi vì cái cuff này nếu không thì nó sẽ rất là dễ nó rất là dễ cái gì ạ, nó rất dễ bị tình trạng là cuff không đủ chặt. Nếu mà cuff chặt quá, đấy, cuff quá thì sẽ gây ra cái tình trạng là tổn thương cái khí quản. Nhưng mà nếu mà cuff chúng ta bơm không đủ căng đấy thì rõ ràng là cái dịch ở trên cái khoang miệng nó có thể tràn ngược vào trong 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 phổi của bệnh nhân, gây ra viêm phổi. Thế do vậy là trong những trường hợp mà chúng ta có cái đồng hồ đo áp lực của cuff thì chúng ta phải tiến hành đo áp lực của cuff đấy. Nếu tiên lượng cần để nội khí quản dài ngày ấy, thì phải dùng có cái nội khí quản có thêm dây hút ở trên bóng tràn để hút chất tiết ở vùng dưới thanh quản. Đây đây ý chính là ý muốn nói đến cái việc là hút đờm kín đấy đấy, và rất phải cố định rất là tốt cái nội khí quản sau khi đặt đấy. Nội khí quản, mở khí quản phải cố định rất là tốt sau khi đặt. Đối với mở khí quản, trong điều kiện mở khí quản thì phải thực hiện trong điều kiện vô khuẩn. Chúng ta cố gắng là mặc dù cái đường hô hấp của chúng ta thì nó không phải là vô khuẩn, nhưng mà khi mà chúng ta đi rạch xuyên qua da thì lúc này là chúng ta đã đi vào các mô dịch rồi. Do vậy là cái việc đặt nội khí quản này mặc dù rất là vội vàng, rất là nhiều trường hợp cấp cứu các anh chị không làm kịp, nhưng mà khi mà đã có chỉ định nội khí quản chúng ta phải cố gắng tối đa để mà coi đấy như là một ca mổ. Các anh em mà mình thực hiện phải được vô khuẩn, bộ dụng cụ phải đầy đủ đấy, vô khuẩn tối đa đúng không ạ. Khi mà cái thay can huyên mở khí quản này thì phải dùng kỹ thuật vô khuẩn, rõ ràng đây là kỹ thuật vô khuẩn, chúng ta không 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 chủ quan đấy. Và chúng ta sẽ phải khi mà phải thay thì chúng ta phải dùng cái canulin vô khuẩn, chứ chúng ta không được 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 dùng cái canulin mà hấp nhiệt độ cao, à xin lỗi, khử khuẩn mức độ cao của người bệnh nhân này cho bệnh nhân kia. Chúng ta cũng có thể sẽ phải sử dụng lại cái canulin trong, tất nhiên là bây giờ thì hiếm thôi, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải sử dụng canulin mở khí quản cho cái bệnh nhân, vì cái điều kiện nó quá đắt đỏ so với cái chi phí của bệnh nhân chẳng hạn. Thì chúng ta trong trường hợp đó thì chúng ta có thể cân nhắc là chỉ cần khử mức độ cao, nhưng nếu chúng ta dùng cái canulin mở khí quản khổ cho bệnh nhân này cho bệnh nhân khác thì nó bắt buộc phải tiệt khuẩn lại nó. Chúng ta phải che cái canulin mở khí quản bằng găng vô khuẩn hoặc là dụng cụ che chuyên dụng. Một số biện pháp dự phòng khác thì chúng ta cố gắng là áp dụng, nếu có thể được thì phải cân nhắc áp dụng cái thông khí hỗ trợ không xâm lấn đấy, mask thanh quản chẳng hạn, ví dụ thế. Nên chủng ngừa vaccine phế cầu cho người bệnh có nguy cơ cao bị nhiễm chứng nhiễm nhiễm cái biến chứng phế cầu, những bệnh nhân mà trên 60 tuổi, 65 tuổi đấy, hoặc các bệnh lý, các bệnh nhân mà có suy giảm miễn dịch vân vân đấy. Không dùng kháng sinh thường quy toàn thân cho với mục đích dự phòng với phổi bệnh viện, bởi vì là cái kháng sinh thường quy thực ra nó cũng chả có hiệu quả cho lắm, nhất là khi mà không không xác định được chính xác đấy là vi khuẩn gì. Hạn chế sử dụng thuốc an thần, bởi vì chúng ta rất là cần biết rằng là khi nào chúng ta rất là cần phải đánh giá cái nghiệm pháp thở tự nhiên, cũng như là có thể khả năng cai máy thở cho bệnh nhân là hàng ngày. Do vậy là cái thuốc an thần cần phải được dùng, nhưng dùng do mục đích điều trị, nhưng mà cần phải dùng ở một cái liều mà thấp nhất, và ít nhất là cũng phải 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 tìm mọi cách để có thể hạ an thần được trong cái đầu ngày, đầu giờ sáng. Để thực hiện được ấy thì người ta thấy rằng là viêm phổi viện nó quá phức tạp, để mà có thể phòng ngừa được nó thì nó rất là nhiều khê. Nên thành ra là người ta sẽ cố gắng áp dụng một cái biện pháp gọi là sử dụng cái gói phòng ngừa viêm phổi viện. Gói phòng ngừa thì như tôi đã nói rồi thì nó là tập hợp của khoảng vài cái biện pháp, 4 5 6 biện pháp gì đó. Tất nhiên là đối với để thì mọi người mới nhớ được. Đấy. Thế còn nếu mà nhiều quá không ai nhớ được, thành ra là chúng tôi thường các nhà lâm sàng cũng như là những anh em làm sân khuẩn thì thường là sẽ đề xuất các cái gói dự phòng viêm phổi bệnh viện. Thế thì với cái gói dự phòng đó thì đây là một cái gói gợi ý này. Cái gói này thì gồm có 1 2 3 4 5. Đấy, 5 cái biện pháp. Rất là đơn giản. Một, nâng cao đầu giường, đơn giản không ạ? Ai cũng biết, ai cũng nhớ được. Thứ hai là quy định thời gian cắt an thần. Đấy, và đánh giá cái khả năng mà rút ống. Thì tức là mặc dù chúng tôi biết thừa là bệnh nhân này, theo kinh nghiệm của anh chị, là bệnh nhân này có thể ngày hôm nay chưa rút được nội khí quản, chưa cắt được an thần,
chưa dừng được thở máy, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta phải thực hiện cái việc là đánh giá cắt an thần trong một khoảng thời gian dài hơn, đấy, dừng thở máy, ngắt máy trong một thời gian dài hơn hàng ngày vào cái giờ cố định hàng ngày để chúng ta đánh giá cái xem là bệnh nhân có rút được không. Ý nói rằng là chúng ta phải tìm mọi cách để đánh giá về cái thời điểm sớm nhất có thể cắt được thở máy. Đấy. Cái thứ ba là dự phòng loét dạ dày và hành tá tràng. Cái việc này thì nó cũng liên quan một chút đấy đến cái việc là nếu mà cái dạ dày của bệnh nhân bị viêm, tá tràng bệnh nhân bị viêm thì có thể lắm là cái, làm tăng cái nguy cơ mà trào ngược dạ dày thực quản. Đấy. Và lúc này thì cái dịch dạ dày cũng sẽ là một trong những nguyên nhân rất là quan trọng gây ra viêm phổi bệnh viện. Cái thứ tư ấy là dự phòng khối tĩnh mạch sâu. Bệnh nhân nằm lâu không lấy được thì bệnh nhân có thể bị huyết khối. Huyết khối tĩnh mạch sâu ở đây thì nó bao gồm cả các cái tĩnh mạch ở trong phổi nữa. Chăm sóc răng miệng hàng ngày, tức là ta chặn cái cửa đường trên ấy, cái cửa trên, không để cho cái vi sinh vật nó tồn tại quá nhiều quá lâu ở trong cái miệng của bệnh nhân. Thế thì tóm lại thì đây là một cái gói phòng ngừa mà IHI đã đề xuất. Đấy. Gói phòng ngừa viêm phổi bệnh viện thì người ta có rất nhiều nghiên cứu về cái đó. Thì người ta xác định có một nghiên cứu năm 2016 thì người ta lựa chọn trong 65 hạng mục đấy, cần thực hiện để viêm phổi thở máy có ích ấy. Đấy. Thì sau đó thì người ta cắt ra thành 19 hạng mục. Đấy. 19 hạng mục thôi. Tóm lại là có 65 cái việc có thể làm để mà phòng ngừa viêm phổi bệnh viện. Nhưng mà để mà nhớ được, chưa nói là làm, chỉ cần nhớ 65 cái mục này cũng đã khó rồi. Thế chính vì vậy là người ta mới đề xuất là thôi, chúng ta tập trung vào 19 cái hạng mục mà nó có cái ảnh hưởng lớn nhất, nguy cơ cao nhất gây phổi thở máy. Đấy. Thế thì người ta chia làm hai cái nhóm. Nhóm nhất là process measures, tức là đánh giá cái quy trình. Thứ hai ấy là đánh giá về mặt cấu trúc, đúng không ạ? Đấy thì đây là 19 cái nội dung. Đấy, còn ở viện ở bệnh viện chúng ta thì chúng ta đang tập trung vào những cái gì? Nhất là tuân thủ vệ sinh tay. Luôn luôn nhớ vệ sinh tay, cái này chúng ta đã học 300 bài vệ sinh tay rồi, tôi không nhắc lại nữa. Nhưng mà để nói là vệ sinh tay là vô cùng quan trọng. Đấy. Và như các anh chị có thể thấy, xin lỗi các anh chị có thể không thấy, một số anh chị ở trong cái mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn đã được chúng tôi báo cáo là cái tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay ở khoa hồi sức tích cực là rất cao, nó lên đến 88,4%, nó rất là cao. Đấy, tất nhiên là rất nhiều thời điểm là như thế. Thế nhưng mà như vậy vẫn còn cần phải cao nữa, càng cao càng tốt, bởi vì bệnh nhân chỉ cần chúng ta không chú ý thôi là bệnh nhân đã bị nhiễm khuẩn mất rồi. Tất cả bác sĩ điều dưỡng, nhân viên, học viên, về cả gia đình, khách đến thăm đều phải thực hiện cái việc này. Đối với dây máy thở và vật dụng xung quanh thì chúng ta phải đảm bảo là vô khuẩn, chúng ta đảm bảo là các cái hệ thống làm ẩm cho máy phải được kín, rồi cấp cho nó là nước vô khuẩn. Chúng ta phải làm sạch các cái ngưng động nước ở trong các cái dây máy thở, rồi ứ động. Chúng ta sẽ phải thay cái dây máy thở này, nhưng mà lưu tâm là không được thay quá thường xuyên. Đấy, không được quay quá thường xuyên. Nếu mà chúng ta thay quá thường xuyên các cái bộ phận, ví dụ như là bộ phận thay đổi nhiệt ẩm hay là các cái dây máy thở thì cũng là một cái nguy cơ làm tăng cái viêm phổi bệnh viện. Với quản lý đường thở thì chúng ta cần phải dùng máy hút riêng cho bệnh nhân. Tất nhiên là bệnh nhân của chúng ta thì rất là may mắn là chúng ta có hệ thống hút trong tường. Thế thành ra là cái việc dùng máy hút riêng cho bệnh nhân này không phải là vấn đề. Tuy nhiên là ở các nhiều bệnh viện khác thì cái việc dùng máy hút chung là trường hợp khó tránh khỏi. Thế thì lúc này thì cái việc sử dụng dây hút một lần, thế rồi là rửa bằng nước vô trùng thì là nó sẽ rất là quan trọng. Thứ hai là cố gắng sử dụng cái hệ thống hút đờm kín. Đấy, nếu bệnh nhân mà phải đặt nội khí quản lâu dài, thở máy lâu dài thì tiên lượng là như vậy, thì ta sẽ phải cố gắng áp dụng cái phương án là hệ thống hút đờm kín. Đấy. Đối với các bệnh nhân thở máy nếu tính trên 7 ngày thì cần cân nhắc mở khí quản sớm. Mở khí quản thì dù sao
chúng ta cũng cũng có thể kiểm soát tốt hơn cái nguy cơ mà bệnh nhân hít phải cái gọi như là cái dịch hô hấp ở trên khoang miệng, đúng không ạ? Đỡ hơn rất là nhiều. Sử dụng ống hút nội khí quản có hút hạ thanh môn đấy, rồi là đảm bảo được cuff thông thường cứ khoảng 20-30 cm nước đấy, thì nếu mà vượt qua 30 thì có thể tổn thương mạch hay là tổn thương khí quản, nhưng mà nếu mà dưới 20 thì rất là dễ bị tràn cái dịch tiết vào trong phổi đấy. An thần thở, quản lý an thần thở máy, cái việc này chúng ta cũng làm hàng ngày cho bệnh nhân tự thở và đánh giá khả năng cai rút ống của bệnh nhân, tránh an thần quá mức. Là chúng ta luôn luôn cố gắng là phải đặt câu hỏi là có cần an thần hay không, có cần an thần hay không, có cần an thần hay không. Thế rồi chúng ta sẽ điều chỉnh chỉ số PEEP phù hợp. Đấy, thì thông thường ấy, thì chúng ta có thể để điều chỉnh PEEP là từ 5 đến 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 8 cm nước. Đấy, thì giúp cái tránh cho cái sẹp phổi, chúng tránh cái dịch tiết lạc vào trong phổi. Đấy. Chúng ta cũng phải quản lý cái tình trạng của dạ dày, tránh cái trường hợp nó viêm, nó gây kích ứng, viêm nó gây tăng tăng sinh hơi, viêm gây đau đớn, gây gây ra 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 trào ngược cái dạ dày thực quản. Đấy, do vậy là chúng ta bảo vệ cái dạ dày, bảo vệ dạ dày để tránh cái trường hợp là các cái vấn đề liên quan. Chúng ta đồng thời cũng phải nâng cao đầu giường 30-45 độ. Chúng ta phải dự phòng khối tĩnh mạch sâu, chúng ta phải 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 rút sớm các sông dạ dày mũi cho bệnh nhân. Đấy, bởi vì là các sông dạ dày này thực ra thì rất là tiện, nhưng mà cũng 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 có thể là gây tăng cái trào ngược dạ dày thực quản. Đấy. Thay đổi tư thế trong cái khi chăm sóc thở máy, chăm sóc khoang miệng cho bệnh nhân có rất nhiều tư thế khác nhau. Đấy, thế nhưng mà những cái tư thế này ấy, là phải phải cân nhắc rất là cẩn thận để phù hợp với lại các cái hoạt động chăm sóc cũng như là với cái tình trạng của bệnh nhân. Tuy nhiên ấy, tôi xin nói luôn ấy, là đối với bệnh nhân thì cái việc mà nằm nằm ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, tư thế mà nửa nằm nửa ngồi, tư thế Fowler này là rất là phù hợp với phần lớn các bệnh nhân. Với tất cả các tư thế khác thì chúng ta đều cần phải có một cái đánh giá lại xem là liệu nó có cần thiết hay không, đúng không ạ? Liệu có được hay không, ví dụ như tư thế nằm sấp đấy, như trong bệnh nhân COVID của chúng ta chẳng hạn, để chúng ta có thể tăng cường cái huy động phổi được nó được đầy đủ hơn, vân vân. Tóm lại là ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng ta thì chúng ta đang thực hiện các cái biện pháp dự phòng sau đây. Thứ nhất là liệu pháp tĩnh tự nhiên, thứ hai là liệu pháp thở tự nhiên, thứ ba là nâng cao đầu giường, thứ tư là hút đờm đúng kỹ thuật, thứ năm ấy, là đảm bảo hệ thống thông khí, hệ thống làm ẩm tốt. Thứ sáu là hoạt động hút hút họng miệng, hút khoang miệng cho bệnh nhân, đánh răng đúng quy trình, dùng chlorhexidine đúng, rửa khoang miệng, lật trở bệnh nhân, dự phòng loét dạ dày tá tràng, tới dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu. Thì đây là những cái nội dung mà chúng ta bệnh viện chúng ta đang làm một cách thường quy. Các anh các chị ở hồi sức tích cực hiện nay đang làm rất là thường quy, không dễ cho lắm. Nhưng mà hy vọng là với cái bài này thì tôi cũng đã ít nhiều chia sẻ với các anh chị được một vài cái điểm cơ bản nhất khi mà các anh chị mà phải thực hiện cái việc mà chăm sóc cho bệnh nhân có thở máy, thì chúng tôi sẽ có cái phần đào tạo chuyên sâu hơn cho các anh chị. Xin cảm ơn sự chú ý các chị. Xin phép được nhận các câu hỏi từ phía các anh chị.